thì bo thanh lý 120. Con này dọn mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, biển số khá là đẹp nha các bạn, biển Cần Thơ, thanh lý xịn chính chủ. Biển Cần Thơ, biển số khá là đẹp nha các bạn, 49994. Con này thanh lý từ con Aki lên, Aki thanh lý lên xì bo, có hình xì bo 110 theo hồ sơ, số khung số máy zin. Con này thì mình dọn full máy 120 rồi, dọn nguyên con Sachi 2000 đầu dẹp. Xe này thì ở Cần Thơ anh em nói chung là chịu tốn máu thì sang tên được, chứ hơi bị lâu. Có nghĩa là Cần Thơ sang tên được và bị hơi bị lâu và tốn máu, cái này mình nói rõ nha. Còn anh em ở những tỉnh khác thì mình bán ủy quyền, hợp đồng công chứng pháp lý ủy quyền kèm hợp đồng cửa hàng bao xe, một đề chủ của các bạn, 1-1. Còn bên cạnh đó thì bên mình luôn luôn có bao thay mẫu, bánh căm, bánh mâm anh em thích, và có bao quay đầu khi khách chơi chán. Con này cà vẹt trắng đỏ luôn. Nói chung là con này Cần Thơ đã sang tên một lần rồi thì nên người ta đổi màu cà vẹt trắng đỏ luôn. Con này thì nó giống như xì bo 110 luôn các bạn, cà vẹt là số loại là 110 luôn á, giống hệt như cà vẹt số loại, giống hệt như là cà vẹt xì bo 110 luôn, chính chủ sạch sẽ 100% xuông xuống máy in. Nói chung là con này nó gần như là giống như 110 một càng là gì đó, mà giá thì bằng con Aki thanh lý thôi nên rất là dễ chơi. Bên cạnh đó thì ở Cần Thơ mình có hỗ trợ góp cho các bạn nha các bạn. Tại vì đối với những cái xe nào mà sang tên được thì ngân hàng nó sẽ cho mình làm góp. Còn ở tỉnh khác thì mình không có hỗ trợ góp xe này nha. Rồi, anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ mình nha. Xe đẹp, biển số đẹp, máy lực, máy full 2. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.